Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt vào tuần này. Và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta là vẫn trở lại cái chương trình đặc biệt mỗi tuần của chúng ta. Mỗi tuần thì vẫn có một chương trình đặc biệt để mà tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cuộc sống xung quanh chúng ta, những thời sự diễn ra hàng ngày, hoặc là những câu chuyện lịch sử mà chúng ta cần phải hiểu rõ và nhớ lại để chúng ta làm cái hành trang đi tới phía trước. Ok quý vị, trước khi đi vào cái phần chương trình đặc biệt vào ngày hôm nay thì vẫn là phần thông báo của Phong liên quan tới cuộc gặp gỡ của anh em MAGA tại Bắc California vào ngày 25 tây tháng 2 thứ 6 ở tại Caesar's Sports Restaurant. Quý vị nào muốn tham gia thì liên lạc vào số điện thoại 408-604-5462, 408-604-5462. Nhà hàng này thì có khoảng 100 ghế mà thôi, do đó thì quý vị nào mà muốn tham gia thì nên vui lòng ghi danh sớm để ngày hôm đó chúng ta có dịp gặp gỡ nhau. Đáng lý tôi chỉ là xuất hiện trong một cái bài nói chuyện là đủ rồi, nhưng mà cái người tổ chức lại muốn tôi làm MC. Thì tôi không biết ngày hôm đó tôi làm MC bên văn nghệ như thế nào, tôi không biết. Nhưng đại khái thì là cái buổi chủ yếu là chúng ta anh em MAGA gặp gỡ nhau. Nên do đó thì quý vị nào mà muốn tham dự thì liên lạc với ban tổ chức. Ok quý vị, đó là cái phần thông báo của Phong. Và bây giờ trở lại cái chương trình đặc biệt của Phong ngày hôm nay. Trong suốt một năm hơn ông Joe Biden cầm quyền, thì nhiều người đã bắt đầu bị đưa vào một cái khái niệm, mà cái khái niệm này tôi cho là khái niệm khá nguy hiểm, là họ đẩy cái quyền con người lên. Họ coi đó là quyền con người, nhưng mà bắt đầu họ dần dần xóa mờ cái lằn ranh của các quốc gia. Và đây là một cái khái niệm mà đảng Dân Chủ và lực lượng cánh tả đang tìm cách để duy trì quyền lực của họ. Và thay vì là cái khái niệm chủ quyền quốc gia, họ xóa mờ dần, để họ bắt đầu đưa những cái khái niệm khác là cái con người lên. Tức là họ sử dụng cái gọi là quyền con người, để họ bắt đầu tìm cách gọi là thúc đẩy những cái chính sách cực tả và để duy trì cái quyền lực mà gọi là thống trị của họ ở trên thế giới quý vị. Và điều này nó không những xảy ra ở tại Âu Châu, bây giờ nó lan qua tới Hoa Kỳ. Và dần dần tôi nghĩ rằng nó sẽ lan rộng ra khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Và đây là một cái khái niệm khá nguy hiểm, bởi vì những người này họ sẽ không còn khái niệm quốc gia. Họ chỉ đứng trên cái mà họ nhân danh là khái niệm về con người. Câu chuyện này như thế nào thì có lẽ tôi sẽ giải thích rõ ràng cho quý vị. Và do đó thì ít nhất là chúng ta có một cái khái niệm rõ ràng hơn. Quý vị, cái khái niệm về quyền con người phổ quát đã được Liên Hiệp Quốc đưa ra từ năm 1948. Thì trong đó những cái quyền đương nhiên của con người là quyền tự do về ngôn luận, tự do về tôn giáo, tự do đi lại, tự do lập hội. Tất cả những cái quyền này đã được định nghĩa ở tại Liên Hiệp Quốc năm 1948. Quyền bầu cử, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì quý vị, thì cái quyền này nó là một cái quyền khái niệm phổ quát về quyền con người. Nhưng quyền con người thì vẫn phải biết được cái quốc gia gốc của mình. Nhưng mà trong cái định nghĩa về quyền con người của Liên Hiệp Quốc thì không có vấn đề này. Thì nó chỉ là một cái khái niệm phổ quát về quyền con người mà thôi. Thì cái này thì tất cả chúng ta đều biết rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng ngày hôm nay tôi phải nhấn mạnh tới cái vấn đề này, là bởi vì những kẻ cực tả và cánh tả đang lợi dụng cái quyền con người để thúc đẩy những cái chính sách mà họ có thể kiểm soát quyền lực và thống trị quyền lực một cách lâu dài hơn, dựa trên và nhân danh quyền con người. Mà bắt đầu dần dần họ sẽ đạp bỏ cái khái niệm các cái biên giới quốc gia. Đây là cái chính sách mà nhóm cực tả đang muốn làm. Họ muốn tìm cách để mà mở rộng tất cả các cái biên giới quốc gia, để chuyển lực lượng của họ từ chỗ này qua chỗ khác, giành cái quyền cai trị lâu dài hơn và cái quyền thống trị lâu dài hơn. Đó là cái cách mà lực lượng cánh tả đã làm, và họ nhân danh quyền con người, từ những cái hỗ trợ nhân đạo cho những dân tộc nghèo khó đang lạc hậu và đang chiến tranh, cho tới việc mà mở cửa dành cho những quốc gia nghèo khó có người được đi định cư ở những cái quốc gia tân tiến, và cho tới những cái chính sách mà lúc nào cũng nhân danh quyền con người. Tôi lấy ví dụ là trong cái dự luật
mà phía đảng Dân Chủ đang nộp trên Thượng viện đã thông qua tại Hạ viện, tại vì họ chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng mà chưa qua được cái cửa Thượng viện đó quý vị, là cái dự luật Voting Right mà họ đặt tên là John Lewis Voting Right, tức là tên của ông John Lewis mà hôm trước tôi có giải thích cho quý vị rồi đó. Thì quý vị, dự luật này nhìn bề ngoài thì rất là đẹp đẽ, tạo phương tiện cho mọi người có thể bỏ phiếu một cách dễ dàng, từ cái vote by mail cho tới cái việc mà tức là gửi phiếu bầu qua thư tín mà không cần hiện diện trong phòng phiếu. Và thứ hai là cho cái thời hạn chót nhận phiếu dài hơn, thay vì cái ngày chót nhận phiếu bầu theo quy tắc bầu cử là nó phải có một cái thời hạn, đằng này nó cho dài hơn để có thể thay đổi được kết quả bầu cử. Và thứ ba là cấm không cho phép xét cái thẻ ID khi đi bầu. Thì quý vị, nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy rằng ô, mấy cái luật này coi như là dễ dàng quá, ai cũng đi bầu được, bla 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 bla. Nhưng quý vị, đó chính là những cái trò gọi là mượn danh quyền con người, tức là mượn danh cái quyền đi bầu để bắt đầu giành tới và đưa ra những cái trò gọi là dơ bẩn ở trong các cái cuộc bầu cử. Đây là cách mà tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, là cái trò của lực lượng cánh tả này. Và một trong những điển hình cánh tả mà nó lan qua Á Châu nhiều nhất, nhân vật từng được xem là biểu tượng của phong trào đấu tranh cho dân chủ, là biểu tượng nha quý vị, và đã từng được giải Nobel Hòa Bình, là Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân chủ của Miến Điện. Giờ đây bà ta bị chính quyền quân phiệt Miến Điện cáo buộc là gian lận bầu cử. Thì quý vị, khi mà người ta dùng tới vũ lực để trấn áp những trò gian lận bầu cử thì sẽ lập tức bị đám cánh tả gán nhãn cho là dùng bạo lực, vũ lực để mà xóa đi cái nền dân chủ. Thì quý vị, nhưng thực tế lực lượng cánh tả chuyên môn sử dụng những cái lỗ hổng ở trong các cái cuộc bầu cử để gian lận. Do đó, khi mà đụng tới những cái này thì họ chụp mũ cho những người đó là đàn áp quyền bầu cử, đàn áp hoặc là có những cái cuộc gọi là thiếu minh bạch về bầu cử, hay là khi xóa bỏ kết quả bầu cử. Quý vị cứ nhìn cái hình ảnh của Lukashenko và cái hình ảnh của Aung San Suu Kyi thì quý vị sẽ thấy rõ cái ý định của nhóm cánh tả liên minh của họ ở trên khắp thế giới như thế nào. Aung San Suu Kyi bây giờ đang bị phía của lực lượng quân phiệt Miến Điện gọi là gian lận bầu cử. Tôi chưa biết có gian lận hay không, mình không biết. Cái này là phía buộc tội của chính quyền quân phiệt thôi. Chưa có thấy được cái sự biện minh từ phía bà này. Ok quý vị. Thì lập tức lực lượng cánh tả đã thổi lên và xem chính quyền quân phiệt Miến Điện là những kẻ gọi là đàn áp nền dân chủ. Trong khi ngược lại, Lukashenko 6 lần thắng được cái chức lãnh đạo của Belarus. Nhưng mà Lukashenko không thích hợp với cái tư tưởng cánh tả của họ. Thì ông ta đã bị chụp mũ là một kẻ độc tài và đàn áp những nhân vật đối lập. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ sử dụng chữ nghĩa cho tất cả những cái nhân vật mà có lợi cho họ hay không có lợi cho họ, và được bảo kê bởi cái nền báo chí cực tả để đưa ra những cái lý luận này. Cùng một lượt hôm trước tôi có nói với quý vị về vấn đề của Đài Loan. Trong khi Đài Loan là một vùng đất độc lập, thì quý vị, họ xem Đài Loan là independent, họ dùng chữ độc lập dành cho Đài Loan. Trong khi đó Bắc Kinh thì xem Đài Loan là ly khai, tức là chữ separate. Thì quý vị, khi mà Ukraine có những ông tổng thống mà Poroshenko mà không thích cái đám dân chủ cánh tả của Âu Châu, thì ông ta lập tức trở thành kẻ thù của những cái này. Không những họ lật đổ ông ta bằng những cuộc biểu tình giật dây từ phía ngoài, mà bây giờ cái lực lượng mà ủng hộ cho ông ta chiếm miền đông Ukraine thì họ xem đây là lực lượng ly khai, separate, chứ họ chưa bao giờ xem lực lượng này là lực lượng giành độc lập cho Crimea. Ngược lại, họ xem cái mảnh đất Georgia của Nga ngày xưa là vùng đất độc lập. Nga thì gọi đây là nhóm ly khai Georgia và Chechnya. Còn đám dân chủ thì gọi đây
là cái phong trào độc lập của người Georgia và người Chechnya. Nội cái ngôn ngữ không, quý vị đã thấy họ đã gian manh trong vấn đề ngôn ngữ. Cùng một hành động, cùng một bản chất, nếu không phù hợp với họ, họ chụp mũ là ly khai. Nếu phù hợp với cái khuynh hướng của họ, thì họ gọi đây là những người đấu tranh cho nền độc lập. Thì quý vị, đây chính là cái cách dùng chữ của lực lượng cánh tả. Và cái thứ hai là khái niệm con người. Bây giờ họ đang nhân danh rất nhiều về khái niệm con người, quyền con người quý vị. Để mà thứ nhất là cuối cùng họ thống trị, họ lấy lá phiếu của quý vị. Đó là điều đương nhiên. Nhưng cái điều quan trọng nhất quý vị, họ xóa dần những cái biên giới quốc gia. Họ xóa dần những cái biên giới quốc gia. Quý vị biết lý do tại sao ngày hôm nay mà người Palestine và người Do Thái không thể có được một cái hai cái vùng đất mà được xem là độc lập riêng biệt không quý vị? Họ không muốn Palestine độc lập. Mặc dù rằng họ lên tiếng, họ vẫn nói trên Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc cũng sẵn sàng để cho người Palestine độc lập. Nhưng mà quý vị, khi người Palestine độc lập thì biên giới sẽ được phân định rất rõ ràng. Do đó, họ đẩy cái hòa bình tới gần nơi xong họ chính họ tháo gỡ và họ giật dây cho nó đổ vỡ. Họ giật dây cho nó đổ vỡ và họ kích động cái chủ nghĩa cực đoan để mà nó tiếp tục gây phân hóa. Và chưa bao giờ người Palestine và người Do Thái có thể có hai quốc gia trên vùng đất này được. Cho tới giờ phút này. Cho tới giờ phút này vẫn không có một cái, mặc dù Liên Hiệp Quốc vẫn thừa nhận là sẽ có một tiến trình để người Palestine lập quốc. Nhưng tại sao 40, 30 năm nay rồi mà Palestine vẫn không lập quốc được? Mà nếu tính từ thời ông Yasser Arafat còn là một kẻ khủng bố trong mắt của Hoa Kỳ, cho đến khi trở thành lãnh đạo của Palestine là thập niên 80 năm 1982, cho tới bây giờ là đúng 40 năm mà Palestine vẫn không lập quốc được. Đây là ý định của đám cánh tả. Tại vì sao quý vị? Họ muốn làm mờ tất cả những lằn ranh biên giới. Và điều này đã xảy ra tại Âu Châu. Ít nhất trong cái Liên Hiệp Âu Châu. Quý vị cầm cái passport của một trong các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu, quý vị có thể đi qua những quốc gia thành viên của họ mà không cần chiếu kháng nhập cảnh. Trên nguyên tắc, đó là sự dễ dàng cho các quốc gia của những quốc gia này có thể di chuyển qua quốc gia khác. Nhưng mà quý vị, đây là cái mô hình không còn biên giới. Đây là cái mô hình không còn biên giới giữa các quốc gia. Và điều này nó đang xảy ra tại biên giới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên là nó vẫn bị gặp một cái sườn rất lớn. Bắt đầu là đám cánh tả này, họ sẽ dẹp dần cái chủ nghĩa dân tộc qua một bên. Và họ sẽ thúc đẩy cái gọi là quyền con người lên rất là nhiều. Và họ sẽ tăng thêm cái định nghĩa quyền con người để mà vun đắp cho quyền thống trị của họ. Tại vì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí chính trị. Họ tấn công những ai ngược lại ý kiến của họ, bị chụp mũ đó. Giống như trường hợp của Lukashenko sẽ bị chụp mũ là độc tài, chống lại quyền con người. Còn Aung San Suu Kyi sẽ được mà lăng xê và thổi phồng trở thành một anh nữ anh hùng của Miến Điện, vân vân. Và nhiều người Miến Điện đã bị cái đường hướng này, và tới giờ họ vẫn ủng hộ cho bà ta. Mặc dù bà ta là một trong những kẻ chủ chốt trong việc thảm sát người Rohingya, và bà ta chối bỏ. Nó sẽ không bao giờ nhắc tới người Rohingya với bà này hết. Bà ta là người chịu trách nhiệm một phần trong vụ thảm sát người thiểu số Rohingya đó quý vị. Nhưng mà đám cánh tả này sẵn sàng sẽ đem cái gọi là họ sẽ tăng cường thêm cái định nghĩa của quyền con người. Thì quý vị, điều này đã xảy ra. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ làm. Do đó, cái khái niệm, họ đẩy cái khái niệm quyền con người lên càng cao thì họ sẽ dẹp bớt đi những cái cửa biên giới. Điều này chắc chắn luôn. Tức là sẽ xóa dần các cái cửa biên giới. Và nó đang xảy ra ở một số quốc gia. Nó đang xảy ra ở một số quốc gia. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ luôn lợi dụng cái quyền con người để họ vun đắp cho quyền lực của họ. Biến cái quyền con người, cái vũ khí thành một cái vũ khí về chính trị. Chứ không phải thật sự họ tranh đấu cho quyền con người. Họ không bao giờ tranh đấu cho quyền con người cả. Nếu họ tranh đấu cho quyền con người thì họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những chế độ độc tài toàn trị. Đó, quý vị thấy Hun Sen không? Hun Sen cai trị của Campuchia bao nhiêu năm rồi quý vị? Và Hun Sen ra tay trấn áp tất cả những cái đảng đối lập đó. Cho tới giờ phút này, đám cánh tả vẫn thỏa hiệp với Hun Sen. Mặc dù chỉ trích Hun Sen về nhân quyền đó,
Nhưng mà họ có một cái thái độ nào với lại Hun Sen không? Không có. Bây giờ Hun Sen đang là chủ tịch của khối ASEAN đó quý vị. Chủ tịch luân phiên của khối ASEAN đó. Thì những cái hình ảnh này tôi đưa lên cho quý vị thấy là rõ ràng họ đang sử dụng tất cả những cái lắt léo của ngôn ngữ và biến tất cả mọi thứ thành vũ khí chính trị để tấn công đối thủ và giành quyền thống trị lâu dài dành cho họ. Cho nên tất cả đều biến thành tất cả, tôi nói quý vị, tất cả đều bị chính trị hóa. Nhóm dân chủ hay là nhóm cánh tả, họ đều chính trị hóa tất cả mọi vấn đề trong xã hội để biến thành một thứ vũ khí chính trị có lợi cho họ. Kể cả biểu tình, kể cả bạo động. Khi mà có lợi cho họ thì họ xem những cái cuộc bạo động đó là biểu tình ôn hòa. Khi bất lợi cho họ thì dù quý vị có bước chân vào cái thềm của một cái tài sản nào, họ xem quý vị là thành phần gây bạo động. Cái chuyện này đã xảy ra trong cái biến cố ngày 6 Tây tháng Giêng và cái sự gọi là cái chết của George Floyd vào năm ngoái. Nó là một cái hình ảnh rất rõ ràng nhất. Quý vị nghĩ sao khi đài truyền hình CNN đứng trước một cái đống lửa do đám riot, tức là đám đốt phá, quậy phá, cướp phá tùm lum, mà đài xướng ngôn viên đài truyền hình CNN vẫn đem xem đây là cuộc biểu tình ôn hòa. Trong khi những người mà ủng hộ cho ông Trump khi họ bước vào tòa nhà quốc hội, họ có phá phách ta phá tan nát cái tòa nhà quốc hội không? Họ có đốt phá, họ có lật đổ bức tường không? Nhưng họ xem đây là riot. Trong khi những người đi vào trong đó hầu hết đều là những người ôn hòa. Họ không đốt phá, họ không đập phá những bức tượng, họ không có những cái hành động gây nguy hiểm thì bị xem là riot, tức là gây bạo động. Còn những kẻ đốt phá, cướp của, hôi của ở các thành phố lớn Hoa Kỳ sau cái chết của George Floyd thì họ gọi đây là biểu tình ôn hòa, peaceful protester. Quý vị, nội cái này không, quý vị đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Trong khi đó, những người Cuba vượt biển từ ở trong, họ vượt, họ hy sinh sinh mạng của họ, vượt cái biển và ở Florida để vào Hoa Kỳ để xin được tị nạn chính trị thì bị đuổi cổ về và bị xem là xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Trong khi đó họ mở cửa biên giới cho đám di dân bất hợp pháp từ ở Honduras, từ ở Guatemala, từ ở tại El Salvador vào Hoa Kỳ một cách thoải mái. Lý do tại sao? Tại vì quý vị, những người Cuba mà vượt ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa, họ rất là sợ hãi, và khi mà họ được sống tại Hoa Kỳ, họ trở thành công dân Hoa Kỳ, họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho những thành phần cực tả. Họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho những thành phần cực tả. Tại vì những thành phần cực tả này là họ thấy y chang giống như xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Do đó, đám cánh tả sẽ không bao giờ để cho họ được định cư. Nó y chang giống như ngày xưa khi người Việt tới nước Mỹ. Lúc đó Joe Biden và Jerry Brown là lúc đó là thống đốc của California và Joe Biden là thượng nghị sĩ ở Thượng viện, là những kẻ bỏ phiếu chống những người tị nạn cộng sản từ ở bên kia bờ đại dương qua tới đất nước Hoa Kỳ. Tại vì họ dư biết những người tị nạn cộng sản là những người chống cộng sản, là những người chống xã hội chủ nghĩa, là những người đi ngược lại với khuynh hướng cánh tả. Cho nên họ tìm đủ mọi cách, họ cản trở không cho những người này bước vào nước Mỹ. Ngược lại, họ mở cửa cho thành phần gọi là băng đảng ở tại Honduras, ở tại Guatemala và ở tại El Salvador nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách thoải mái, còn đưa cả những chuyến bay đưa họ tới tận nơi những cái tiểu bang họ muốn tới nữa. Tại sao có tình trạng nghịch lý như vậy quý vị? Cùng là những người vượt biển và vượt biên giới, một bên thì được họ nâng niu, một bên bị họ chà đạp. Là bởi vì không phù hợp với tư tưởng cánh tả và tư tưởng cực tả của họ. Cho nên họ từ chối quý vị. Đó quý vị thấy Mayorkas. Mayorkas là Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, là người gốc Cuba đó quý vị. Nhưng mà ông ta sẵn sàng đưa những người tị nạn cộng sản Cuba về bên kia biên giới. Trong khi gia đình của ông ta ngày xưa đi tị nạn Fidel Castro để qua Mỹ. Trong khi ngược lại quý vị thấy ông Marco Rubio cũng là một người gốc Cuba. Ông Ted Cruz cũng là người gốc Cuba. Nhưng mà họ là những tiếng nói đối lập so với Mayorkas, là Bộ trưởng An ninh Nội địa bây giờ.
thì quý vị thấy rõ là gì? Họ chỉ tiếp nhận những thành phần nào có lợi cho cái quyền lực thống trị của họ, chứ họ sẽ không tiếp nhận những ai mà họ cho rằng là sẽ gây bất lợi cho quyền lực thống trị của họ. Và họ xóa dần cái biên giới. Bây giờ quý vị thấy rằng cái biên giới Hoa Kỳ như vậy, từ từ quý vị, đám cánh tả mà nắm quyền thêm vài chục năm nữa là cái biên giới này mất luôn. Cái biên giới của Hoa Kỳ là sẽ mất luôn. Tại vì sao quý vị? Tại vì họ cần những lá phiếu này. Họ cần những người này trở thành cử tri của họ sau vài năm hay sau một vài thế hệ. Do đó quý vị, cái khái họ dùng cái khái niệm con người, họ nhân danh con người, họ nhân danh là nhân đạo, humanity, để bắt đầu họ đưa ra những chính sách này. Trong khi cùng một cái hành động đó, nếu như những người này không phải thuộc cái suy nghĩ của họ, họ sẽ chụp mũ cho những người này là di dân bất hợp pháp, là những kẻ không nên đến Hoa Kỳ bằng đường con đường này sẽ bị trả về vân vân. Tương tự như người Việt tị nạn cộng sản ngày xưa. May là chúng ta còn lúc đó chúng ta có được ông Reagan vừa lên làm tổng thống thay thế cho Jimmy Carter. Thì quý vị, lúc đó người Việt tị nạn mới có cơ hội định cư nhiều ở Mỹ. Còn nếu không mà Jimmy Carter mà cầm quyền thêm mấy năm nữa thôi, thì tôi nói chưa chắc là người Việt tị nạn cộng sản đã có mặt ở Mỹ nhiều. Thì điều này cho quý vị thấy rõ là cái gì quý vị? Những chính sách cực tả này, nó đang nhân danh cái khái niệm con người để nó bày tỏ cái quyền thống trị và nó tiếp tục vun đắp cho cái quyền thống trị. Thật sự quý vị, bây giờ họ tìm cách thay đổi khái niệm của cái định nghĩa phổ quát về nhân quyền. Họ muốn mở rộng ra có lợi cho họ. Nhưng mà những người đó thật sự họ có được đối xử giống như con người hay không? Quý vị cứ tới những trại tị nạn Palestine ở tại khu vực của Trung Đông. Quý vị có thể tới trại tị nạn ở tại Bangladesh của người Rohingya. Quý vị tới những này, quý vị sẽ thấy quyền con người ngay. Quý vị sẽ thấy quyền con người sẽ bị đối xử như thế nào ở những chỗ này. Đây chính là một trong những cái mà tôi muốn phân tích cho quý vị hiểu rõ. Đừng để cho cái khái niệm về nhân quyền, tức là quyền con người, theo cái định nghĩa mở rộng của đám cực tả này, để biến thành một thứ vũ khí tấn công những cái nhiều người có cái khuynh hướng đối lập với họ. Và thứ hai là xóa dần đi tất cả những cái biên giới quốc gia. Đây là điều nguy hiểm. Mỗi quốc gia đều có một đường biên giới riêng và phải bảo vệ đường biên giới của mình. Đó là điều đương nhiên. Nhất là những người Việt chúng ta đã từng có những cái cuộc xâm lăng của người Tàu ở phương Bắc. Chúng ta biết rõ nhất về cái khái niệm biên giới. Cho nên những người Việt tôi mong rằng là quý vị sau khi nghe cái bài nói chuyện này phải hiểu rõ khái niệm nhân quyền nó phải đi chung với tình yêu dân tộc và tình yêu đất nước mà mình đang sinh sống. Chứ không thể nào xóa bỏ đi cái ranh giới này. Và những người sống tại Mỹ, quý vị đã kiếm được tất cả tiền bạc, quý vị có được tài sản là nhờ cái cơ chế cộng hòa, tức là cái thể chế cộng hòa, và nhờ được cái khái niệm về cái tinh thần độc lập quyền con người trong cái định nghĩa rất đơn giản này. Chứ không phải là một cái định nghĩa mở rộng theo lực lượng cánh tả đang tìm cách chính trị hóa và biến thành vũ khí của vấn đề nhân quyền. Và đây chính là cái mà nhiều người Việt vẫn hiểu lầm. Đụng tới hai chữ nhân quyền thì cho rằng là quý vị đã chà đạp nhân quyền, không coi trọng nhân quyền của người khác. Nhưng quý vị, cái định nghĩa của nhân quyền ngày xưa nó khác lắm quý vị. Nó rất là đơn giản và nó rất là rõ ràng. Còn cái khái niệm định nghĩa của quyền con người bây giờ đã bị đám cánh tả này làm cho thành vùng màu xám. Cái gì nó cũng có thể biến thành quyền con người. Cái bất cứ một cái gì nó cũng có thể biến thành quyền con người cả. Và nó dùng cái khái niệm này để nó làm quý vị bị hoang mang trong cái khái niệm này. Và chính đây là cái mục tiêu của lực lượng cánh tả và những kẻ mà đi theo khuynh hướng cánh tả. Họ tìm cách thống trị quyền lực bằng cách này. Nó khéo léo, nó tinh vi hơn cộng sản thôi. Họ sử dụng bạo lực là cái cơ quan ngoại vi. Cộng sản sử dụng bạo lực là một trong những cái chính để chiếm quyền cai trị. Còn đảng Dân Chủ và kể cả lực lượng cánh tả, nó sử dụng bạo lực là cái mạng lưới ngoại vi tác động để khi nó cần lá phiếu hay nó bị thất thế. Cuối cùng họ cũng dùng một bản chất, dùng bạo lực quý vị. Đây chính là cái bản chất thật sự của lực lượng cánh tả. Và nếu mà quý vị người Việt ở hải ngoại, quý vị nên có cái nhìn rõ nét hơn. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, để cho quý vị phân biệt rõ cái khái niệm đơn giản của nhân quyền và cái khái niệm bây giờ nó bị chính trị hóa như thế nào, và cái đường biên giới đang dần dần bị họ xóa mờ như thế nào,
họ đánh dẹp tất cả những cái chủ nghĩa dân tộc để thực hiện cái giấc mộng gọi là toàn cầu hóa của họ và thống trị trên toàn cầu của họ. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt kế tiếp. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.